Em mình review con web blog mát nha tất cả các bạn. Bằng chứng là một người bạn của mình đã rút tiền được và gỡ qua cho mình mới review lại cho anh em. Con web này còn uy tín nha anh em. Sau khi anh em hết lượt đập, anh em vô đây yêu cầu lượt đập nè, yêu cầu tiền thưởng nè, là anh em nhận được 10 lượt đập nha. Phan, anh em yêu cầu thôi bay quảng cáo con cái à. Rồi, sau khi anh em được 10 lượt đập, anh em vô đập nha. Link hướng dẫn thì mình có để dưới phần mô tả đó. Ừ, như này. Con quét này có hơi bài quảng cáo chút xíu anh em, nhưng mà chơi rất ngon anh em. Cứ một tiếng đồng hồ anh em vô nhận 10 lượt đập. Còn anh em mới chơi thì được 5 lượt đập à. Từ từ tăng lên từ từ anh em. Sao kỹ tự. Anh em mình khuyên anh em nên đập giấc tối anh em 11 giờ. Khoảng 10-11 giờ là anh em đập là trúng đô lắm anh em. Mình hồi nãy mình đập rồi 0.02, nãy mình trúng được 0.5 một đô nữa. Rồi mình hết lượt đập rồi. Rồi sau khi anh em đủ 100 đô, anh em vào đây rút tiền anh em. Nay mình review lại cho anh em con quét đạo biên anh em, giá đồng bi quá lên này. Mình cho anh em đây là một cái sàn giao dịch cái đồng bi mà con app mình đạo bi miễn phí nè. Mình có để phần link hướng dẫn đăng ký sàn và link đăng ký app bi anh em. Nay lên 20 cộng 22% anh em. Đồng bi này quá lên anh em đạo đi anh em. Mình link tải hướng dẫn mình đạo đồng bi thì mình có hướng dẫn á. Anh em, đây là đồng bi mình đạo được 31 bi anh em. Bi network anh em, link đăng ký thì mình có hướng dẫn anh em vào, chỉ việc là bấm nút này là tự động chạy à. Sau 24 tiếng đồng hồ nó ngừng, anh em vô bấm tiếp nha, để tự động đi. Bây giờ nó lên sàn rồi đó anh em. Chừng nữa nó có ra một cúp tiền anh em, mình sẽ hướng dẫn anh em cúp tiền sau. Giờ giá đồng bi quá lên này. Anh em chiến con này đi, con này chừng nữa sau này là ngon lắm anh em. Ai chưa tải thì link mình hướng dẫn mình có để phần mô tả đó anh em. Anh em, đây là bằng chứng mình rút 100 đô block mat anh em. Nè, du block mat withdraw it hin anh em. Đây là bằng chứng này anh em. Anh em cứ yên tâm mà chiếm đi. Anh em về kia vô điểm danh là ấy à, link hướng dẫn mình có để dưới phần mô tả đó anh em. Nè. Du block mat withdraw it là rút 100 đô là dạng 100 đô anh em. Bằng chứng này anh em. Anh em cứ về chiếm đi. Vậy video của mình đến đây cũng kết thúc. Xin chúc anh em kiếm thật tiền, nhiều tiền từ trên con web blockmart anh em. Chào tạm biệt tất cả anh em.